Người không được yêu là người thứ ba. Người yêu on mà không rep cả ngày thì sao hả chị? Hãy nhắn lại hỏi xem đang làm gì. Nếu mà kiểu cái thái độ của người ta mà có vấn đề thì chắc là có vấn đề thật đấy. Chứ bây giờ mình cứ ngồi mình đoán già đoán non nó đâu có ra cái gì đâu. Hôm trước mình có xem được một cái video của cái cặp đôi ấy. Mình thấy là kiểu cái kiểu yêu của họ đúng cái kiểu người lớn y như là cái cách sống của mình bây giờ ấy. Tức là mọi thứ nó rõ ràng lắm. Mình không cần phải đoán già đoán non đâu. Nếu mà mình có vấn đề gì về đối phương mình nói thẳng luôn ấy. Mình hỏi luôn chứ mình không cần phải kiểu như là mập mờ rồi là phức tạp mọi vấn đề lên đâu. Bây giờ mà mình yêu đương ấy, thì mình cũng sẽ yêu đương cái kiểu rõ ràng lắm. Chả có gì mà phải kiểu đoán già đoán non, chả có gì mà phải vậy hết á, mọi thứ nó cứ rõ ràng với nhau thôi, cho nó thoải mái tư tưởng chứ cứ ngồi đoán già đoán non mệt vãi chưởng luôn. Mà làm mọi thứ nó đi xuống ấy, bởi vì các bạn biết là khi các bạn mà đoán già đoán non cái gì ấy và các bạn lo lắng ấy, các bạn sẽ kiểu tỏ thái độ ra ấy, các bạn nghĩ là các bạn có thể kiềm chế được hoặc là các bạn nghĩ là các bạn sẽ không để nó ảnh hưởng, nhưng không. Các bạn không làm được đâu. Kiểu gì các bạn cũng sẽ kiểu giận hờn vu vơ hoặc là tỏ thái độ này kia với cả người yêu ấy. Xong rồi là cái mối quan hệ nó sẽ đi vào mẹ bế tắc. Nên là mình rất rất có niềm tin là sau này nếu mà mình kiểu có người yêu ấy thì mình sẽ yêu theo kiểu rõ ràng như thế, nó chả có gì mà phải mập mờ với nhau cả. Thấy không? Cái lùng mía gì ạ? Người yêu em không công khai em chị ạ. Ôi giời ơi. Thế thì em xem lại xem là có trùng người yêu với ai không nhá. Thế nghi ngờ lắm. Chị không tin về cái việc không công khai á. Chị đã gặp chị đã kiểu như là đã thấy nhiều người như thế rồi và bản thân chị ngày xưa cũng thích một người. Người ta cũng nói thích chị này kia. Oai, nói xong rồi kiểu hồi đấy chị cũng trẻ con, chị cũng nghĩ là kiểu ví dụ như là mình đòi hỏi người ta công khai mình hay là mình hỏi người ta như thế thì kiểu nó sẽ ngại á. Nói chung là ọt ẻn lắm, mặc dù thì cũng thấy thắc mắc với cả cũng người ta cũng nói là kiểu không thích công khai các thứ thì mình cũng chả dám đòi hỏi. Mình nghĩ là sợ người ta nghĩ mình sợ người ta nghĩ mình đòi hỏi hay là gì đấy không dám nói. Sau đấy mới lòi ra là người ta thích một người khác, đang tán một người khác mấy năm liền không đổ. Trong thời gian đấy kiểu như là yêu chơi chơi mình thôi, thích chơi chơi mình thôi. Thực ra là không thích, kiểu nói mấy cái lời đừng mật kia mình tin vãi cả luôn. Nhưng mà không công khai, kêu không công khai, không thích công khai. Sau mới biết, đi ấy, đừng có tin. Mới thấy thôi chứ chưa trải nghiệm à. Trải nghiệm rồi đấy. Trời ơi, cái quả đấy nó cay thực sự luôn ấy mọi người. Nó buồn ấy. Mà vấn đề là người ta không nói thẳng với mình, nói với cả người khác ấy. Nói với cả người khác là kiểu yêu chơi chơi mình. Xong rồi sau đấy mình mới biết. Xong rồi đợt đấy mình còn nhớ là mình có biết cái chị mà anh ấy thích ấy. Cái chị mà anh ấy kiểu anh ấy thích mấy năm mà không đổ ấy. Tại vì mình tò mò ấy, mình thích anh đấy. Thế xong mình nghĩ là chị đấy đến cái mức độ nào mà khiến cho anh ấy kiểu thích mấy năm liền mà không đổ. Tán mấy năm liền mà không đổ, kiểu anh ấy thích chị kinh khủng luôn ấy. Đấy, đấy. Tức là đối với mình thì anh ấy tồi, nhưng mà đối với chị ý thì anh ấy lại là một người kiểu mẹ trung tình, lụy tình các thứ này kia vãi cả luôn. Thế xong mình cũng rất là tò mò. Sau đó đấy mình nhớ là mình có đăng một cái status là chị ấy là người mặc váy suông, là người anh thương khiến em buồn. Cái lùn má, có ở đâu không biết nhưng mà thấy nó hợp hoàn cảnh quá, thế là đăng. Chị ấy là người mặc váy suông, là người anh thương khiến em buồn. Các thứ đồ này kia, nhưng mà bây giờ còn nhớ luôn ấy, cay. Bạn mình, lúc bạn mình biết cái chuyện đấy, bạn mình cũng có an ủi mình và nói là mấy cái chị đấy còn không xinh bằng mình này kia để cho mình đỡ buồn ấy. Nhưng mà thực ra chị đấy cũng không phải là quá xinh đâu, mình nghĩ thế. Nhưng mà không phải là mình không thích, không phải là mình gato hay cái gì mà mình nói thế nhá. Chị không phải là quá xinh, nhưng mà mình nghĩ là khi mà một người con trai mà đã yêu rồi ấy, đã thích rồi ấy, thì kiểu đấy, vẻ đẹp là nằm trong mắt kẻ si tình mà, đúng không? Thế nên là đối với anh ấy thì chị đấy vẫn rất là xinh. Mặc dù là có thể là xét về ngũ quan hay là vẻ bề ngoài có thể chị đấy không quá xinh, nhưng mà trong mắt anh ấy thì chị đấy sẽ vẫn rất là đẹp. Nhưng mà mình không ghét chị ấy, mình chỉ cảm thấy ngưỡng mộ thôi. Ngưỡng mộ vãi cứt thì chị ấy có được cái mà mình luôn mình rất là muốn có nhưng không được ấy. Lần đầu đi hẹn hò thì nên đi đâu? Lần đầu hẹn hò với crush rủ đi nhà hàng thì có ok bị phản cảm không á? Đi nhà hàng thì có gì phản cảm, đi ăn mà. Chứ sao lại phản cảm? Đi ăn đi nhà hàng hay gì thì tùy các bạn thôi. Ví dụ các bạn là giới thượng lưu thì các bạn chọn một cái nhà hàng gì đấy sang chảnh 5 sao, 6, 7, 8, 9, 10 sao cho nó phù hợp. Còn nếu mà các bạn sinh viên thì các bạn có thể đi ăn lề đường. Thế thôi, lần đầu rủ crush thì mình chỉ có một cái lời khuyên đấy là đừng đi gặm chân gà hay đi ăn cái gì mà nhìn nó bị bẩn quá, phức tạp quá hoặc là nó kiểu lôi thôi quá ấy. Mình ăn những cái món nó dễ ăn thôi. Đừng rủ đi ăn gà, ngồi gặm gà với nhau nhìn trông nó hơi buồn cười. Có thể ăn lẩu cũng được, ăn lẩu cũng khá là dễ ăn. Đấy là nếu mà đông người hoặc là kiểu ngồi lâu với nhau, còn nếu mà ăn bình thường thì ăn gì. Bây giờ các bạn hay đi ăn gì mình đã hẹn hò mình không biết luôn ấy.
Đi gì nhỉ? Không biết là mọi người hay đi ăn gì nhỉ? Không biết nữa cơ. Kiểu bây giờ mình toàn đi nhậu ấy. Bây giờ mà mình mới đi ra ngoài đường là chỉ có đi nhậu với cả anh em thôi, chứ mình cũng không biết là đi ăn cái gì luôn. Kiểu ngày xưa nó còn nhiều trò, ngày xưa có người yêu ấy. Có người yêu nhá thì đi ăn cái gì cũng được, kiểu đi ăn phở, ăn các thứ bình thường thôi. Đi ăn dưa hấu bỏ nước. Gì vậy? Mẹ, đi ăn dưa hấu bỏ nước thì một đứa nhai xong rồi nhè ra cho cái đứa còn lại ăn cái à? Kinh thế. Đi ăn cái gì mọi người bạn nào hay đi hẹn hò cái comment cái đi. Để nói mình nhá, thì bọn mình sẽ chọn một cái trung tâm thương mại nào đấy mà trong đấy nó có nhiều quán ăn, nhiều hàng ăn, xong rồi bọn mình ăn xong bọn mình sẽ đi xem phim. Nice. Đấy là tiện nhất để đỡ phải di chuyển đến chỗ. Đúng, đúng. Tại vì cũng lười lắm, ví dụ như mùa hè nắng vậy chúng ta xong rồi tha nhau mẹ đi ăn ở chỗ này xong rồi đi xem phim ở chỗ kia xa. Thì thường sẽ kiểu trong mấy cái trung tâm thương mại á, nó sẽ có các cái quán lẩu hoặc là buffet hoặc gì đấy thì ngồi ăn thôi. Tức là hầu như là kiểu chỉ ngồi ăn để nói chuyện với nhau là chính, chứ cũng không hẳn là kiểu thích ăn lẩu đâu. Nó chỉ phù hợp để mình ngồi mình nói chuyện thôi, xong rồi là sau đấy thì đi xem phim hoặc là đi ăn dim sum ấy ở gì nhỉ, Mangwa hoặc là Mayway. Mayway thì như là thấy nó có nhiều cái món lẻ lẻ hơn hay sao ấy, nhưng mà mỗi tội là một bát mì vằn thắn trong đấy 70.000, mình ăn ở bên ngoài có 35.000 bát mì vằn thắn ở trong đấy là 70.000 một bát. Nhưng mà nhìn nó kiểu nước trong veo, nó được lèo tèo vài sợi ấy, nhìn thì ngon với cả nhìn nó sạch sẽ, nhưng ăn cũng ngon nhưng mà được ít hơn, với cả nhìn cái cảm giác ăn nó sang hơn. Nhưng mà nó sẽ không có cái sự ấm cúng của cái việc mình đi ăn mì vằn thắn ở trong cái ngõ gì, mình hay ăn đi mì vằn thắn ở trong cái ngõ gì ở bên cạnh ở gần xã Đà đấy nhở, ngõ gì mọi người, ngõ gì mà bán nhiều quần áo nhở, Đông Các, đúng rồi Đông Các. Mình hay vào Đông Các ăn cái quán mì vằn thắn đấy ngon vãi. Nọ vừa đưa bà Hằng đi xong ăn cơm chó đấy, mỗi tội là hôm đấy kiểu thế nào bát mì của mình không có thịt. Nói chung là để mà nói về hẹn hò ấy thì mình có nhớ một số chỗ mà kiểu cái cảm giác của mình khi mà mình đi hẹn hò đấy nó vui. Ngày xưa mình có yêu một bạn, bọn mình yêu nhau vào cái mùa nó cũng đông đông ấy. Hồi đấy là bọn mình yêu xa, xong rồi bạn đấy kiểu ở thành phố khác xong rồi lên Hà Nội ấy. Xong rồi là mùa đông thì phải, xong rồi bọn mình dắt nhau lên Hồ Tây, không phải Hồ Tây đâu nhá, cái ngõ gì cạnh Hồ Tây ấy nhỉ. Ngõ gì mà nó có một dãy luôn toàn lẩu với cả nướng. Thì bọn mình ra đấy, bọn mình ngồi xong rồi là bọn mình ăn cái nướng mà nầm nướng mà giấy bạc ấy các bạn. Nướng giấy bạc ấy. Nó sẽ có một cái bếp mà không phải bếp điện mà là bếp ga. Bếp ga xong ở trên có một cái chảo, xong rồi là có cái giấy bạc bọc vào. Xong rồi kiểu hồi đấy là trời gió to lạnh vậy luôn mà ngồi bên ngoài run vừa ăn vui vậy chứ. Xong rồi chia tay rồi. Ta không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Chờ đợi hay từ bỏ, nỗi lòng người đơn phương. Chờ đợi hay từ bỏ nhờ nắng phân tích giúp hai hoàn cảnh á. Thật ra thì trong các bạn ở trong một cái mối quan hệ á, là các bạn biết rõ là cái cơ hội của mình nó nhiều hay là ít rồi. Các bạn lựa chọn cái gì là quyền của các bạn, mình chả có quyền để mà nói là các bạn nên chờ đợi hay nên từ bỏ. Tại vì cái đấy nó còn phụ thuộc vào tính cách của các bạn nữa. Nhiều người ta ngang ngược lắm. Điển hình như là mình có thể đi khuyên tất cả mọi người, nhưng mà bà chị mình có khuyên được đâu. Bà chị mình là người mà sẽ chọn chờ đợi đấy. Đấy thì không phải là lúc nào mình cũng có thể khuyên được, và không phải đối với trường hợp của ai nó cũng giống nhau. Như là có những người ta rất là lụy, người ta kiểu như là bi lụy kinh khủng luôn, người ta không thể nào mà dứt ra được, hay là người ta kiểu nói chung là sẽ dễ yếu lòng ấy. Còn có những người thì người ta lại cứng rắn hơn. Có thể là người ta biết được là người ta vẫn còn tình cảm, nhưng mà người ta biết được là nếu mà tiếp tục thì nó chả tới đâu được, hoặc là cái kết cục nó sẽ kiểu mẹ buồn vậy. Thế là như thế nào đấy thì người ta sẽ dễ dứt khoát, người ta sẽ bỏ đi. Thì cái đấy thì tùy vào tính cách của mọi người và tùy vào cái cơ hội của các bạn trong mối quan hệ đấy, đúng không? Đúng vậy. Ví dụ như là kiểu bây giờ mình bảo các bạn là hãy chờ đợi đi, thế nhưng mà trong cái mối quan hệ của các bạn thì nó đâu có được như thế đâu. Một là các bạn kiểu như là mình bảo chờ đợi đi nhưng mà các bạn kiểu cơ hội của các bạn có đấy, hay mình bảo các bạn bỏ đi nhưng mà các bạn lại là một người lụy vãi luôn. Thế xong rồi các bạn cứ dằn vặt, các bạn không bỏ được. Nói chung là các bạn để mà lựa chọn á, thì các bạn cứ nghĩ xem là nếu mà mình chọn cái đấy thì nó sẽ như thế nào. Đấy, các bạn cứ thử đặt câu hỏi là nếu mà mình chờ đợi thì sao, mà nếu mà mình bỏ thì sao. Đấy, nếu mà mình chờ đợi thì mình ví dụ nhá, nếu mà mình chờ đợi á mà người ta vẫn không đáp lại, nó có thể là vài năm đấy, hay là nó có thể vài tháng, tùy theo tính cách của mình, tùy theo cái độ kiên nhẫn của mình á, thì mình có chấp nhận được không? Sau này mình có trách móc người ta, mặc dù là người ta chả có sai gì cả, tự mình chờ người ta xong mình bắt, xong rồi mình coi như là mình bố thí thời gian đấy cho người ta, xong rồi là mình tặng người ta thời gian của mình, công sức của mình, xong mình bắt người ta phải trân trọng, xong người ta không trân trọng thì mình dựng ngược lên, mình chửi người ta, mình bảo là tao chờ mày mấy năm mà mày cho tao đấy, xong rồi cay cú, xong rồi đi kể lể khắp mọi nơi. Mình có như thế không? Nếu mà mình không thì mình chờ. Còn nếu mà mình mà kiểu cảm thấy cay quá, cảm thấy tiếc cái thời gian đấy quá thì mình được chờ thế thôi, đúng không? Có gì đâu. Mình chỉ sợ kiểu các bạn, cái tâm lý của các bạn khi mà các bạn thích một ai đấy á, là các bạn sẽ kiểu, các bạn sẽ chờ đợi người ta đáp lại các bạn.
Nhiều lúc các bạn không để ý được cái sự xấu tính của mình á, các bạn chờ xong rồi người ta không đáp lại các bạn nữa, tại vì người ta chẳng có nghĩa vụ gì đáp lại các bạn, người ta không thích các bạn đâu. Xong rồi các bạn đi kể lể khắp mọi nơi là các bạn kiểu quan tâm người ta thế này, yêu thương người ta thế kia, trong thời gian đấy mua quà cáp xong rồi là chở em đi uống trà sữa các kiểu này kia. Trừ khi là kiểu đối phương mà có ý định lợi dụng các bạn cơ thì nó đã khác. Thế trường hợp mà người ta cũng chẳng cần cái đấy, nhưng mà các bạn cứ dí vào ấy, các bạn cứ kiểu các bạn cứ cố gắng cho đi như kiểu là cao thượng lắm, xong sau này các bạn đi kể lể mẹ mặt tiếng ra. Nên là suy nghĩ kỹ xem là nếu mà mình nhắm mình chờ được thì cháu chờ được thì thôi, đứa ai đấy đi cho đỡ nhức đầu nha. Quá chuẩn. Nếu để lựa chọn em sẽ chọn từ bỏ tại em dễ chán. Ôi, chị thậm chí là chị còn không cần phải dằn vặt khi mà từ bỏ luôn ấy, chị có thể bỏ được luôn. Tôi đùa chứ, tùy trường hợp, mình thì cũng tùy trường hợp. Mình thì được một cái đấy là khi mà mình không muốn ai biết cái gì của mình thì chả ai biết được cả. Đấy. Nên là ngày xưa cái lúc mà mình chia tay người yêu ấy, cái hồi mình học cấp 3 ấy, mình chia tay cái bạn đấy, mình thề với các bạn là mình đã kể với mọi người nghe rất là nhiều lần là mình đã khóc lóc như thế nào, và mình đã bỏ học, mình nằm ở nhà mình khóc, mình kiểu mình buồn vãi luôn ấy. Thế nhưng mà không ai biết mình buồn cả. Đợt đấy không một ai biết mình buồn cả, bởi vì mình không cho ai biết. Mình đã không cho ai biết thì không một ai biết luôn. Lên lớp mình vẫn bình thường các bạn ạ. Lên lớp mặt mình vẫn nói cười với mọi người nhá. Có những cái buổi ra chơi ví dụ mình buồn á, mình cúi mặt xuống, mình tức là mình vẫn khóc nhưng mà mình cúi mặt xuống và không có một ai biết mình khóc cả. Mình cũng không hề nhắc đến người yêu cũ, mình cũng không đăng một cái gì buồn về chuyện tình cảm lên trên Facebook cả. Không một ai biết luôn, đến cả bạn đấy cũng không biết. Đến cả bạn thân mà chơi cùng mình với cả bạn đấy, tức là bọn mình có chung một đứa bạn thân cũng không biết là mình buồn đến mức độ đấy. Nhưng mà mình không cho ai biết thì chả biết cả. Thế xong rồi tự mình vượt qua cái thời gian đấy thôi, chả sao cả. Nên là mình, bởi vì là mình rất là lý trí và rất là cứng rắn, nên là đấy. Xong rồi mình cũng có gặp lại bạn đấy trong cái buổi hình như là 20 tháng 11, hình như là ngày này, gần ngày này, chuẩn bị chia tay này, của mấy năm trước này, của bao nhiêu năm trước ấy. Thì đấy, thì lúc đấy không ai biết cả. Mình gặp lại bạn đấy mình vẫn bình thường, trong khi bạn bè của mình nhìn thấy bạn đấy còn trêu mình là người yêu cũ kìa. Xong mình kiểu chả, mình thờ ơ, mình quay đi, trời không ai biết luôn. Thế nên là nhiều lúc mình cũng biết là mình có phải là mình kiểu bị vô cảm thật không nữa. Mình bị như thế. Người mà để ý chị thì phải biết chứ nhỉ. Thì mình đã bảo là mình giấu kỹ lắm mà. Chắc là mình là trường hợp đặc biệt hay gì đấy. Mình đã bảo là ngày xưa mình thích một bạn 5 năm mà bạn ấy không biết. Bạn ấy không biết gì luôn ấy. Trời ơi. Đến mức mà trước mặt bạn đấy kiểu mình thờ ơ, mình lạnh nhạt đến cái mức bạn đấy còn tưởng mình ghét bạn đấy cơ. Mà các bạn chắc chưa bao giờ các bạn gặp trường hợp đấy không? Bởi vì nếu mà các bạn thích một ai đấy thì các bạn sẽ kiểu ánh mắt rồi hành động rồi lời nói các bạn, các bạn cứ sấn vào người ta, xong các bạn cứ để ý người ta đúng không? Mình né như né tà luôn. Đấy kiểu đấy, tức là hồi đấy mình thích bạn đấy mà kiểu có thể là do cái trong cái suy nghĩ của mình, trong cái tư tưởng của mình nó đã quá là rõ ràng rồi. Mình biết là mình cửa với người ta rồi ấy. Mình biết là mình nói ra thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Nói ra mất bạn mất bè, hoặc là kiểu nói chung là mình lúc ấy mình tự ti lắm. Mình nghĩ là mình mà nói ra thì kiểu nhục nhã bạn ấy. Thế là mình không nói. Thế là chả ai biết, không một ai biết mình thích bạn đấy cả. Sau này mình nói mọi người mới biết luôn. Mà trong khi mình thích 5 năm, mình bảo mình giấu kỹ lắm mà. Cái gì mà mình không biết mọi người biết thì chả ai biết được đâu. Còn những cái mà mình bô đây nói là bởi vì những cái mà các bạn cũng nghe được. Các bạn biết được thì các bạn nghe được thì mình nói được, thế thôi. Còn cái gì mình không nói các bạn không biết. Chú giấu kỹ quá, anh chẳng biết gì cả.